cuộc sống lính có phần gian nan hơn, khẩu phần ăn bị bớt xén nhiều quá. Chi viện lương thực cho miền Bắc, bớt khẩu phần cho anh em trên chốt của D7. Vì dù sao lúc này chúng tôi vẫn đang là tuyến sau, lính bắt đầu thấy đói. Cái tuổi 18-20 mà đói thì là cực hình, lại những trò chặn mương tát cá, tìm bới rong giềng mà ăn với nhau. Củ rong giềng đào lên hóa ra chẳng có gì Cây thì to xanh tốt hoa nở đẹp vậy mà đảo lên ngay sát gốc chỉ có tí ngay đầu luộc lên ăn nhất nhất anh em lính cũ thấy mấy thằng chúng tôi đi kiếm củ rong thì cười nói làm gì có mà tìm trước đây chúng tao ăn rồi cây vứt ngả nghiêng đó nó mọc lại thế thôi chứ có ai trồng đâu mà có củ anh hồng a trường là người xốc phát chăm làm cũng chẳng chịu nổi cái đói cồn cào trong bụng nghe anh em lính cũ nói xưa kia đánh vào tới đây trên cái chốt ngoài sát sông bây giờ bỏ chốt đó, rồi lính mình lấy các bao thóc làm công sự. Nên vứt nguyên ở đây, chỉ nghe loáng thoáng như vậy là sách sẻn đi. Anh kéo thêm thằng lộc lính Hà Nam Ninh đoàn tôi. Thằng này gầy gầy cao cao như cái xào, tay chân nghèo ngào như vượn. Nước da vàng bùng vàng béo nhưng được cái chăm chỉ và chịu nhịn. Nó chẳng tranh chấp với ai cái gì bao giờ dù là vô lý. Nó hình như có bệnh gì đó sức khỏe kém nên sau này về xê bộ làm anh nuôi. Hai anh em chúng nó đi về hướng cái chốt cũ bên bờ sông, rồi cũng mang về được ít thóc còn khô, nhưng đã ẩm hết khiến hạt gạo bên trong chuyển dần sang màu đen, ngả cái mũ sắt ra mà giá mà đâm sàng sẩy. Lựa từng hạt cũng được ít gạo ẩm cho vào thùng đạn mà nấu, nắp vung không có, thì lấy miếng ni lông đi mưa mà đậy, rồi cũng có nồi cơm hầm Mỗi anh em thêm bát cơm ăn sặc mùi đất. Thôi thì có hơn không ăn vào cho cái giả dày có cái mà co bóp. Quả mẹ thì nhiều đói mà ăn chua vào nó sát cho thùng ruột. Ăn tới quả thứ hai đến ba là răng ghê hết cả rồi. Các đoạn mương chung quanh, cũng tát đi tát lại nhiều lần rồi. Nếu có cá, cũng chỉ vài con nhỏ ở đây không nhiều cá như trên chốt. Ra ngoài gần sông thì không dám ở đó. Địch bên kia sông bắn tỉa qua. Trong khi mình lom khom tát cá thì cũng sợ. Một lần chúng tôi bị rồi. Mai phúc tổ cho cả đám chúng bắn trượt nên chúng tôi bỏ chạy thoát. Tôi là thằng khảnh ăn. Vậy mà có lúc đói quá nhìn cái gì cũng màu vàng trước mắt. Khẩu phần ăn của lính vẫn tiếp tục bị cắt giảm. Có lần lên đê lấy lương thực cho C, tôi giấu được ít mì sợi loại mì tôm không đóng bao đóng gói, mang về nấu với nhau ăn. Anh Phóng bảo lần sau đừng làm thế, đói là đói chung, anh em trong C cùng chịu. Mình làm vậy anh em họ biết họ cười cho. Bài học số 1 về lính chiến thương yêu nhau, tôi học được từ anh Phắng. Thế rồi càng đói thêm khi gạo cũng chẳng có. Mỗi bữa ăn mỗi người một gói mì tôm 85 gram làm tôi nhớ mãi. Anh em lên anh nuôi bê chậu cơm về mà thấy rơi nước mắt. Mỗi người mỗi lần xới mì là đã thấy hết rồi còn lại trong chậu anh này nhường anh kia. Lính tráng chúng tôi sức khỏe tụt thảm hại chúng tôi đi lại vật vờ như những cái bóng chẳng buồn nhấc tay lên. Chỉ sau những bữa ăn là còn đi lại thoải mái một chút. Cũng chẳng thấy ai thắc mắc hay kêu ca điều gì đói no sướng khổ nghiến rong mà chịu với nhau. Thế rồi nhiệm vụ trên giao đơn vị tôi là đơn vị đi đầu toàn E209 cần luyện tập vượt sông. Lính luồn sâu chuẩn bị cho chiến dịch nên hàng ngày chúng tôi theo đội hình C phải ra tuyến sông khu Bắc Chóp luyện tập bơi bụng đói nhảy xuống nước tập bơi suốt buổi sáng dưới tiết trời xe lạnh một cực hình tra tấn chúng tôi. Những bài tập hướng dẫn sử dụng M72 cho đám lính bắn 10-15 quả đạn này trong nửa buổi sáng cũng là chuyện thừa nhưng chương trình huấn luyện cấp tốc thì phải học thôi. Khổ nhất là đám anh em bên A Đại Liên đi đâu cũng phải kéo theo khẩu súng Đại Liên Maxim trong khi cái bụng đói cồn cào đường thì toàn cát và bùn nước. Lại phải học cái thứ mà anh em đã thực tế cả ngàn lần rồi chán nản là chuyện đương nhiên. Đã vậy các cán bộ trên ED thỉnh thoảng xuống kiểm tra học tập của C, cũng chẳng có việc gì để lo nên các ông ấy ở lại đến chưa mới chịu về làm khổ thêm đám lính chúng tôi. Trên C bộ C hai anh em biết lính chịu đói và vất vả thương lắm nhưng cũng không trốn tránh được đôi khi. Muốn tạt té thời gian cho lính nhưng cán bộ DE cứ ỷ ra đứng đó thì làm sao mà cho anh em về được. Các quan sâu sát quá làm lính mình khổ thêm chuyện tập bơi của lính bộ binh luồn sâu với vũ khi súng đạn đầy đủ lương thực trên vai thì quả thật là khó thực hiện trên chiến trường nếu gặp địa hình đó cái tấm ni lông đi mưa buộc cho hơi căng lên rồi tay cầm bọc tay súng chuẩn bị chiến đấu dưới nước chân đạp nước bơi qua sông chuyện mạng sống của lính cứ như đùa qua con mương con lạch đã khó đừng nói chuyện qua sông nhất là đối với anh em hòa lực mạnh Lính Hà Nam ninh đoàn tôi phần lớn, anh em lính miền biển chuyện sông nước với họ là chuyện bắt cơm manh áo khi còn ở nhà vậy mà còn lắc đầu lẻ lưỡi nói chi mấy thằng lính thành phố chúng tôi. Lính em 141 ngồi trên xe tải chạy qua cầu gỗ về bắc chóp thấy chúng tôi lóc ngóp tập bơi dưới sông nhách mép cười đều. Lính C2 ức sặc máu mồm chửi đều loạn cả lên. Chán quá cơm nếp nát, sao cái quân đội của chúng ta nó nghèo đến thế là cùng. Khai giảng khóa huấn luyện thì cũng phải có bế giảng. Sự chuẩn bị cũng tương đối kỹ trong điều kiện có thể. Hôm đó chính thức e trường xuống tận nơi kiểm tra. Sáng đó chúng tôi tập trung chỗ cái cầu bên hướng Bắc Chóp. Lính tráng thì biết đi tập bơi nên phần lớn mặc quần đùi. Quần dài thì rách mục cả rột. Tôi thì cũng hai bộ mới sáu tháng mà đã rách te tua. Áo thì còn đỡ chứ quần thì coi như hai dồn một nên hôm đó cũng mặc mỗi quần đùi mà đi khoảng 9 giờ sáng e trưởng khệnh khạng xuống. Ngồi trên xe Jeep ngoài vệ bước xuống tay cầm theo cái cần ăn ten xe M113 làm ba to gậy trống. Quân trang nghiêm chỉnh giày ra cư bóng lộn. Lúc này tôi mới có dịp ngắm rung nhan ngài thiếu ta trung đoàn trưởng E209. Đẹp trai béo tốt trắng trẻo oai phong lẫm liệt. Ông này là một trong số những trung đoàn trưởng trẻ nhất quân đội nhân dân Việt Nam và nghe nói mới có 27 tuổi. 27 tuổi mà đã là E trưởng của E209 rồi thì chứng tỏ đó là người có tài chứ đâu phải loại vớ vẩn được. Lão ấy bước xuống xe cũng nền nã chào hỏi lính tráng chúng tôi rồi móc túi ra mời mỗi thằng chúng tôi một điếu thuốc lá. Được thủ trưởng E trực tiếp mời thuốc lá chứ có phải chuyện chơi đâu. Thế rồi khói thuốc bốc lên nghi ngút cả. Lính C2 và cán bộ D và đám người trên E xuống cũng đốt hết của lão ấy đến ba bao chứ chẳng chơi đâu. Mỗi thằng mỗi điếu. Vì đông anh em bật lửa cũng không có điếu nọ châm vào đầu điếu kia nên mất nhiều thời gian. Tôi chỉ kịp châm điếu thuốc lá của mình đã nghe hô tập hợp và nghiêm rồi. Nói thật lúc này điếu thuốc lá của tôi nó lớn hơn tai nghe nghiêm hàng vạn lần. Quan tâm làm quái gì cái chuyện nghiêm với nghỉ kể cả lão e trưởng đứng ra hô tập hợp quán triệt nhiệm vụ. Theo bản năng tôi vừa hút thuốc vừa lùi về hàng của mình. Chẳng biết thế nào anh em đẩy tôi lên hàng ngang trên đầu đứng tôi vẫn phi phèo điếu thuốc trên môi mắt lơ đã nhìn về tổ quốc núi bà đen chân rút về cho hai bàn chân co về đứng. Bằng nhau nhưng do mặc quần đùi nên tư thế không phải là đứng nghiêm như hiệu lệnh đã học khi còn ở thao trường. Về tư thế thì kém phần nghiêm túc hẳn súng đeo dây trên vai mũi súng đưa về phía trước thằng hưởng thủ trưởng đứng. Bỗng tôi thấy thoáng bóng một người tiến về phái tôi co chân lên nhẹ ngay ống đồng dưới chân tôi đã thẳng. Theo phản xạ tự nhiên tôi rút chân phải về sau một bước dài rồi thúc mạnh đầu súng AK của tôi về phía trước vào ngực người đối diện rồi nhanh mồm nói. Mày mà đã nữa tao bắn chết mẹ mày. Nhìn lại thôi chết lão Trần Cường e trưởng. Súng của tôi thúc vào ngực lão cả hai hàng quân chết lặng nhìn chúng tôi. Anh lịch đại trưởng mặt tái đi. Chính trị viên tập mặt xa sầm hẳn xuống. C phó đông đứng chết lặng trong hàng quân. Lão lùi lại nói giáo dục lính tráng thế này đây. Lão có vẻ ngượng trước việc đã làm vào phản ứng rất bản năng của tôi. Cũng vẫn là chuyện đã rồi tôi nào có chiêu chọc gì lão đâu ai bảo lão đá tôi trước. Thì ra lão nhận ra tôi cái thằng mà lão ghét cay ghét đắng cái thằng đã lùa lão và bộ phận bầu sậu của lão xuống mương hôm nào trên chốt. Cái thằng cái lại bắt lý lão khiến lão mất mặt trước cấp dưới hôm đó nên lão cũng phản ứng rất tự nhiên là đã cho nó một phát trả thù. Bao nhiêu căm hờn lão nhằm cái ống đồng dưới chân tôi mà sút Cái chân tôi không phải là cái cột bê tông nếu nó là cái cột bê tông tôi cho lão đá thoải mái. Mẹ kiếp chân người ta mà đi giày cư sô gin mà đá thì ông thằng nào chịu cho nổi. Thế rồi cũng xuống nước mà bơi. Thằng Bình bạn tôi có biết bơi đâu mà bị đẩy xuống trước. Nó đập nước tung tóe cứ như đang bơi trong bể bơi chứ không phải bí mật bơi sông khi luồn sâu. Nó làm như bên kia sông có thằng lĩnh tốt đang chờ mang nước mía có nước đá ra mời nó không bằng. Bơi cứ ùm ùm chẳng có tính bí mật gì cả. Rồi trượt tay hay do quá mỏi phải túm bao ni lông nó rời tay và người nó chìm xuống nước thế rồi nó quấy đạp như cá mắc cạn khiến anh em đứng trên phải lao xuống cứu nó không thì chết đuối. Báo hại mất súng dưới sông anh em phải lặn xuống lấy lên. Buổi bế mạc khóa học tập bơi vượt sông của C2 chúng tôi thất bại thảm hại quay trước quay sau lão e trưởng nhảy lên xe về từ bao giờ còn chúng tôi lôi thôi lếch thích đi về. Lúc này cũng quá trưa rồi thằng nào cũng đói bụng. Anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn. Càng ăn bụng càng thêm đói, loãng máu người càng mệt. Đoạn đường từ cầu gỗ Bắc Chóc về C2 có gần 3 km mà sao đi mãi không về đến nơi. Những ngày cuối tháng 11 năm 1978 đơn vị tôi sống trong khó khăn nhất của những năm tháng trên chiến trường ca. Những tin buồn trong E liên tiếp được thông báo xuống tận các B và đầu tiên là C-13 của D-9. Con số 13 luôn là con số không may mắn. Anh em trinh sát trong D-9 và công binh C-20 luồn vào phía trong lòng địch gỡ về rất nhiều mìn chống xe tăng. Sau khi tháo kíp mìn thì chất hàng đống quanh hầm C-bộ C-13 trên chốt anh em công binh cũng định mang đi cài lại địch chuyện này. Tôi nghe thằng bạn tên Sơn là liên lạc của C-13 và sau này nó lên làm. Liên lạc D-9 cho đến những năm tháng cuối cùng bên ca nó là liên lạc của chính ủy E anh này cũng tên cường lính từ thời đánh Mỹ. Hiền lành thương lính lắm. Khi thằng Sơn là liên lạc của C-13 thì sự việc xảy ra bên đơn vị nó. Nó biết rõ nhất của sự việc này bởi nó là người duy nhất sống sót sau sự việc đó. Hôm đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào đang trên chốt của D9 thằng Sơn đòi về tuyến sau với một lý do rất ngớ ngẩn. Các anh cán bộ C13 cũng định không cho nó đi thẳng Sơn cũng lắm mưu mẹo nên nó nói thế nào các anh bên đó đồng ý cho nó về tuyến sau ngày mai lên chốt. Đêm đó khoảng 9 giờ tối một tiếng nổ kinh hồn làm rung chuyển cả một khu vực lớn kèm theo ánh chấp sáng từ hướng C bộ C13 cả D9 và E bộ 209 nhớ nhắc bởi tiếng nổ kinh khủng như vậy. Bên D7 cũng nghe và nhìn thấy ánh chớp đó bên chốt của D9. Thì ra khối mìn chống tăng của địch và cả của ta nữa chất quanh C bộ C13 phát nổ. Lý do thì không ai biết. Hơn chục quả mìn tăng hốt gọn bộ phận cán bộ của C13 cùng anh em thông tin y tá của đơn vị. Thằng Sơn thoát nạn cũng bởi lý do hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu nó mà không lên cơn dở hơi mà cứ ở lại C-13 như mọi ngày bình thường khác thì giờ đây đến cái lọ cho của nó cũng chẳng còn đừng nói cháu ngoại của nó bây giờ có hai ba đứa. Sống chết cũng có số của nó là vì vậy. Cán bộ C trong E-209 thiếu trầm trọng. Ngay trong D-7 chúng tôi cũng rất thiếu cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Anh em mới vào nhiều, kinh nghiệm chưa có lớp trước dần mất đi những hiện tượng của từng giai đoạn khó khăn về cán bộ thấy rất rõ. Bên C3 có anh lính Thái Bình lâu ngày tôi quên tên. Lính 1977 mà tháng 8 năm 1978 khi còn là binh nhất đã là đại đội trưởng C3 sau này trên e phải cho anh này đi học và rồi cũng không thấy về đơn vị nữa. Phần lớn những anh em có nhiều kinh nghiệm trận mạc tuổi quân cao thì không thích nhận quân hàm sĩ quan. Có người khi bị gắn lên ve áo kế quân hàm chuẩn ý là ngồi ôm mặt khóc rưng rức như trẻ con. Có lẽ do đường về với mẹ xa tít mù khơi chiến trận mịt mù khói súng với nhiều mất mát hy sinh không làm người lính nhỏ lệ nhưng cây, dừng lấp lối quay về bên mẹ thì người lính trai sạn đó trở về nguyên bản của mình nhỏ bé yếu đuối của năm xưa còn trong vòng tay của mẹ. Đó là những giọt nước mắt của những sĩ quan dự bị. Anh phắng B trường của tôi cũng nằm trong số người đó, chiều hôm nào liên lạc chạy xuống B mời anh lên xe bộ gấp khoảng hơn tiếng sau anh đi về bê mặt buồn thiu bước chân chậm chạp chút phớt đời chút lãng tử thanh niên thành phố cảng của anh phóng bỏ đi đâu chỉ còn lại cái con người bần thần lơ đãng với những bước chân trên đường về bê bà số mệnh đã được định đoạt anh bắt buộc phải nhận quân hàm chuẩn úy và cái chức vụ đại đội phó c 13 quyền đại trường có thể đối với ai đó đây là đại hỷ đại may mắn nhưng với anh phóng thì đây là đại buồn Binh nghiệp đã định đoạt số phận con người với nhiều kinh nghiệm chiến trường Anh Phắng thông báo với chúng tôi cái tin buồn này Vậy là chúng tôi lại sắp phải rời xa người anh lớn trong B Khi nghe ai cũng buồn nhưng chẳng biết nói gì để an ủi vì hoàn cảnh ai cũng như nhau Anh Phắng sẽ ở lại BC thêm vài ngày nữa mới về đơn vị mới nhận nhiệm vụ Các B trưởng khác trong D cũng bị thuyên truyền qua bên D9 trong đợt thuyên truyền này có người của D7 sau này là D trưởng D9. Anh em chẳng còn mấy thời gian bên nhau chúng tôi tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng chuyện buồn chuyện vui. Trong lúc hứng chí tôi đưa cho anh Phắng đọc lá thư của bố tôi gửi cho tôi ngày cuối cùng khi còn ở Hà Sơn Bình trước khi vào Nam. Anh phóng vài ngày nữa sẽ về đơn vị mới. Chúng tôi thì muốn thời gian đừng trôi để giữ anh ở bên chúng tôi thêm lâu hơn nữa và lúc này anh ấy vẫn là B trưởng của chúng tôi. Tôi và thằng Bình xin phép anh phắng lên e về cứ ba lô lấy thêm quần áo. Thằng Bình còn bộ quần áo nữa chưa mặc trong khi chúng tôi rách nát hết rồi. Lúc này lính Hà Nội đoàn tôi trong e chỉ còn đếm đủ trong đầu ngón tay. Số hy sinh, số bị thương và số đông tranh thủ lúc chiến trường nhộn nhạo bỏ trốn về tuyến sau. Họ đã đi đâu có trời mới biết còn những thằng như chúng tôi thì nằm lại xê đến bài hát trên cái radio của D trong chương trình ca nhạc cũng là điều ước mơ thì làm sao mà biết tin tức của toàn thể anh em lính Hà Nội đoàn tôi vào E209 đã đi đâu. Tiếng đồn lính Hà Nội bỏ ngũ nhiều như một câu chuyện thời sự nóng bỏng mỗi khi thằng lính Hà Nội xin đi đâu với nhau. Trên xe bộ đã không đồng ý phê duyệt chuyện tôi và thằng Bình cùng nhau về cứu ba lô trên E nhưng anh Phắng đứng ra bảo đảm chuyện cho hai thằng tôi đi chuyện này sau gần một năm tôi mới biết buổi họp tối hôm đó trên xe bộ xoay quanh chuyện hai chúng tôi sáng mai về cứu ba lô của e anh phắng đã phải lấy cả cái mắc đảng viên của mình bảo đảm cho việc đó vậy là ăn sáng hôm sau xong hai thằng tôi lên đường về e khi đi phải đi qua con đường trước cửa xe bộ cách nhau một khoảng rộng anh em trong xe bộ nhìn theo chúng tôi và khi đó hai thằng chúng tôi đâu có hiểu chuyện phức tạp đến như vậy đơn giản là hai thằng chúng em về cứ lấy bộ quần áo trên e rồi về đơn vị thế thôi. Vậy thì những ánh mắt đổ dồn nhìn theo hai chúng tôi để làm gì nhỉ? Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi về đến cứ ba lô trên e bộ, lấy xong bộ quần áo rồi đi về. Về được nửa đường thì gặp cái xe chở gạo cho D7 chạy ngang chúng tôi đu lên xe đi về đơn vị. 10 giờ sáng chúng tôi đã về đến C bộ C2 thời gian đi về nhanh hơn với xin phép 2 giờ khi về ngang xe bộ xe hai anh tập chính trị viên đứng ngoài cửa hầm nhìn ra thấy hai thằng chúng tôi đi về thì cười rồi gật đầu chủ động chào chúng tôi lúc này tôi chưa hiểu cái gật đầu chào đó chỉ biết rằng anh tập là người chính trị viên dễ gần dễ miến sống hòa đồng với hai thằng binh bét chúng tôi trong đơn vị thực ra cái gật đầu chào đó là anh tỏ ra bằng lòng tin tưởng ở lập trường của chúng tôi Việc chúng tôi về cứ anh Phắng đã đánh bạc với số mệnh và anh đặt hết cho canh bạc này bởi anh Phắng đã tin tưởng ở chúng tôi. Anh Phắng là người thắng trong canh bạc đó. Anh đã đặt hết niềm tin ở hai thằng chúng tôi và chúng tôi cũng không bao giờ phụ lại lòng tin của anh. Cái ngày anh em tôi không hề mong nó đã đến. Anh Phắng khoác cái ba lô lép kẹp về đơn vị mới. Lính thì không tiễn chẳng đưa không bắt tay chẳng chào chẳng hỏi. Dù rất muốn nhưng chúng tôi không dám làm mọi cái kiêng khem anh em đã dặn nhau trước cả rồi. Anh Phóng đứng dậy lặng lẽ đi anh nhìn chúng tôi rồi kiên quyết bước không quay lại nhìn chắc anh sợ nếu quay lại nhìn. Chúng tôi anh không đủ bản lĩnh bước trước những ánh mắt nhìn anh đầy ngây thơ khờ dại cần có anh ở bên nâng đỡ dìu dắt. Rồi số mệnh cũng cho anh em tôi lại gặp nhau sau 2 tháng khi C2D7 chúng tôi vào thay chốt cho C13D9 để anh em C13 rút ra ăn tết nguyên đán bên ngã tư đường tàu. Trong lúc nhốn nháo thay chốt người ra, quân vào lộm nhộm trong đêm tối câu đầu tiên anh hỏi to anh em đơn vị cũ. Thằng hát. Đâu? Anh phắng không quên tôi và lúc này anh đã là C trưởng C13D9. Em đây. Anh em tôi gặp nhau vui quá, mừng quá. Anh vẫn luôn biết tin tức của đơn vị cũ và không bao giờ anh quên hỏi thăm thằng em nhỏ của anh. Và sau này trên đường hành quân truy quét địch anh em tôi thường xuyên gặp nhau hơn cái dáng anh gầy gầy cao cao với cái bao da của khẩu K-54 sẽ bên hông trên đường hành quân và trên tay luôn. Cầm theo kế bản đồ là hình ảnh tôi lưu được ở anh nhiều nhất những ngày trên chiến trường K-5 xưa. Chúng tôi lại sống những ngày tháng tiếp theo với cán bộ B mới, cũng người trong C thôi nhưng là ai tôi không nhớ. Giờ đây tối đến chúng tôi thêm nhiệm vụ 3B bộ binh thay nhau đi phục bên ngã tư bờ mương gần khu vực chốt của C3. Nó gần khu vực hầm gác của tôi cũ trên tuyến chốt bên bờ mương ngang vậy là cách hai ngày B của tôi lại phải đi phục một đêm. Quân số ít nên đi cả B về cũng cả B. Vài thằng leo tèo lên cái bờ mương khi bóng đêm chìm xuống. Thay nhau gác cả đêm số còn lại quấn áo mưa lại mà ngủ giữa trời đất bao la trên trời cao nhiều ngàn tinh tú. Mùa này cũng hết mưa rồi trời đêm lạnh lắm. Quấn áo mưa vào người nằm cũng ấm nhưng hơi người đọng lại trong áo mưa rơi xuống làm giật mình vì giọt nước lạnh. Có đêm chưa đến phiên tôi gác đã hết thời gian anh em bấm nhau lặng lẽ rút về trước khi trời sáng. Những đêm nằm ở cứ tuyến sau chứng kiến cảnh lính M141 đánh nhau với lính Pốt trong đêm. Đạn lửa của khẩu đại liên 12,8 ly bắn dìm đầu địch chúng tôi bên này đứng xem sướng lắm. Đạn ta và địch phản nhau trong đêm tối lính M141 bắn găm xuống địch bắn lại đạn ngóc lên trời cao. Ở đoạn này ai lì hơn người đó thắng thằng Pốt không dám thò mặt lên khỏi hầm hố trình đường đạn của mình còn lính mình thì chơi thẳng cánh. Kẻ ngoài cuộc mà cũng thấy dạo rực trong lòng. Những ngày đó chúng tôi gọi là xem pháo hoa. Bên em 141 đoàn tôi anh em rất đông trên trận đánh đó có anh em của chúng tôi bên đó. Đánh mạnh vào các bạn ơi có chúng tôi bên này luôn ủng hộ hoan hô các bạn. Đánh cho Pốt biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta rồi lệnh C2 chuẩn bị thay chốt cho C1 bên tuyến chốt cánh phải của D7. Đây là chốt điểm góc vuông của cạnh chốt. Nó rất quan trọng cho vị trí của E209 nếu ở đây không vững chắc thì toàn tuyến E209 sẽ hở sườn. Trên tuyến chốt này vẫn im ắng. Một điều tôi vẫn chưa hiểu là C1 đang chốt trên tuyến đó như vậy mà có một bộ phận của C1 lại nằm lại tuyến. Sau do anh Hồng chỉ huy lại đi phục đúng vị trí chúng tôi đã đi phục địch bên ngã tư bờ mương C3 cánh hai bên của chốt D7 mà đều có người của C1 trong nhóm đi phục đó có thằng Vinh Tôm bạn của tôi nó hăng hái đi phục kích địch với lời hứa diệt một tên địch thu một súng sẽ được về phép tranh thủ tại Sài Gòn trên không cho thì tao cho về anh Hồng hứa như vậy khi đó anh Hồng đang là vận tải của D lính 1972 vậy mà thằng Vinh Tôm nó tin sau này có LUC vui tôi hỏi lại anh Hồng chuyện đó anh Hồng nói Tao hứa là vậy chứ tao là cái gì mà cho ai đi phép được? Ngay tao đây đi lính từ 1972 đến giờ đã biết phép tắc là gì đâu mà nghe tao hứa. Thằng binh nhất cho thằng binh nhất đi phép thì lúc nào chẳng được. Lại chuyện ăn kẹo vậy mà thằng Vinh Tôn cũng tin. Nó tin ở lời hứa không có cơ sở, một cái kẹo được vẽ trên giấy vậy mà nó tin là cái kẹo đó rất ngọt. Ngây thơ đến thế là cũng Hôm đó tôi lên đê lấy gạo cho đơn vị vừa tới nơi tôi nghe anh em vận tải đi nói. Đêm qua lính C1 đi phục kích bên bờ mưa ngang C3 thằng lính Hà Nội dẫn phải mìn K58 rồi ngã ngồi lên quả mìn thứ hai hiện sắc nó được chuyển về từ sáng để bên gốc thốt nốt kia. Tôi giật mình trột giả. Bỏ mẹ bên C1 lính C1 có hai thằng lính Hà Nội đoàn tôi và thằng Vinh Tôm và thằng Nam Đường Láng. Ai? Là thằng nào trong hai thằng đó? linh tính mách bảo tôi thằng nam là liên lạc C một chuyện đi phục kích đạp mìn rất khó chỉ có thể là thằng vinh tôm tôi chạy vội ra gốc thốt nốt lật tấm tôn đệ xác nó lên thằng vinh tôm thật nó ra đi rất thương tâm và đầy tức tưởi nó mơ về những ngày nghỉ phép tại sài gòn rồi điện cho mẹ nó vào thăm mơ ước đó của nó chẳng bao giờ thực hiện được chiếc kẹo nó cho là ngọt giờ đây đắng ngắt tôi bàng hoàng trước một thực tế đầy phũ phàng Tôi biết thằng Vinh Tôm này từ ngày còn ở nhà. Tôi chơi chung với chị và anh rể nó sau này từ trước ngày nhập ngũ. Tôi sẽ nói sau khi gia đình nó hỏi những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi đã khóc cho số phận của nó và khóc luôn cho số phận của mình. Chuyện thằng Vinh Tôm đạp mình trên bãi phục kích chỗ ngã tư bờ Mương ngang bên C3 cũng là điều cần nghiên cứu tìm hiểu cho ra nguyên nhân để còn rút kinh nghiệm. Nó hăng hái đi phục cũng có lý do còn chuyện đạp mìn ngay cái chỗ mà đêm nào nó cũng lên đó có sao đâu vậy mà hôm nay thì dính mìn. Thì ra đêm trước mấy thằng chúng nó đi phục lúc gần sáng thì bỏ về. Tụi bốt nhiều lần bỏ vào biết được quy luật của nhóm đi phục kích trên đê rồi chúng để yên cho anh em mình rút lúc tờ mở sáng hôm đó. Chúng bí mật bỏ vào gài mìn xong lặng lẽ rút ra. Chơi kiểu này là an toàn cho chúng nhất vì nếu chúng nổ súng vào nhóm anh em đi phục này thì chúng rút ra không thể thoát nổi. Chưa đến 100 mét là bờ mương ngang hầm gác của tôi cũ. Sang bên kia là D9. Nếu tiến vào sâu chúng hết cửa sống quay về chốt địch đoạn đường quá xa cũng không thể về thoát nổi bởi trên chốt của chúng tôi sẽ lấy chúng làm bia sống mà tiêu diệt. Vậy thì gài mìn cho lính ta đạp phải là thượng sách. Thằng Vinh đã đen đùi lọt vào cái binh đồ bát quái này. Hôm đó bốn thằng chúng nó lên bờ mương khi trời nhá nhem tối vẫn theo những gì ngày hôm qua mà làm vậy mà sự việc nó đã đến không ai ngờ được điều đó cả. Như vậy là địch cũng rất liều lĩnh khi vào qua cái ngã từ bờ mương đó. Chúng đi qua cả chốt của C3 và chỉ còn khoảng 800 mét nữa là chúng đánh thẳng vào đê bộ D7 nên lệnh của đê hàng đêm chúng tôi vẫn phải đi phục kích tại khu vực mà Vinh Tôm đã hy sinh. Chiều hôm đó tôi trong nhóm năm anh em đi phục kích phải lên đê sớm và ngồi chờ đúng giờ đê cho phép mới được đi. Ngồi bên ngoài hầm đê nghe anh điệp chính trị viên đê mở đài tiếng nói Việt Nam chương trình ca nhạc buổi chiều với bài hát của ca sĩ nào đó cất lên làm chúng tôi thấy nhớ quê hương tổ quốc vô cùng. Muốn ngay tức khắc ném trả vũ khí chút bỏ quân phục mà trở về cuộc sống đời thường, dân dã. Không đứa nào bảo đứa nào tất cả mắt đều hướng về đỉnh núi xanh xanh xa mờ kia, tổ quốc của chúng tôi đấy đất ơi có nhớ những ngày đồng khô cỏ cháy nước ơi đồng chúng quê mình từ bao giờ ngập cúng hỏi trời trời chẳng thấu hỏi đất đất không hay nay từ châu thổ sông hồng hay đồng bằng cửu long trời của ta đất của ta tức đất tấp vàng chỉ khi nào đủ nước nỗi khát khao nhớ nhà nhớ tổ quốc mình cháy bỏng trong tim những người lính trẻ từ đó đến khi đi phục kích về gần như không đứa nào nói với nhau một tiếng, mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Sáng sớm ngày mùng 7 tháng 12 năm 1978 khoảng 4 rưỡi 5 giờ, tiếng súng bỗng nổ rộ lên bên hướng chốt C một tình hình mỗi lúc thêm căng thẳng. Tiếng pháo cối của cả hai bên cấp tập nã vào chốt. Trận địa pháo 85 ly gần chỗ chúng tôi giá ngang phang thẳng lên chốt chi viện cho chốt C1. Tiếng đạn pháo 105 ly từ trên e bắn trên đầu chúng tôi nghe đạn bay qua xèo xèo. Dịch dùng lực lượng mạnh quyết bất chốt C1 ta cũng lực lượng mạnh đánh trả dữ dội. Chỉ sau 15 phút đã thấy liên lạc C2 chạy xuống báo B3 chúng tôi chuẩn bị vận động lên giữ cánh phải chốt cho C1. Chúng tôi nhanh chóng vận động ngay lên tập trung tại C bộ cũng rất nhanh gọn vì tư thế sẵn sàng chiến đấu là luôn luôn với mọi lúc mọi nơi. Toàn C2 đã tập hợp đầy đủ sau vài phút và dưới sự chỉ huy của C trường lịch chúng tôi vận động lên cánh phải của C1. Lên ngang chuồng bò nó là cái gò cao nổi lên trên mặt nước ruộng. Tại đây ta có một khẩu DKR 75 ly của e án nữ bắn chi viện cho tuyến chốt này. Từ sáng khi trên chốt nổ súng anh em DKR đã bắn chi viện rất đắc lực những phát đạn chính xác thất tung đội hình vận động của địch lùi trở lại sau 2-3 lần phản công. Anh em C1 bình tĩnh giữ chốt rất kiên cường dìm chân địch tại chỗ khiến chúng chỉ ôm các gốc cây thốt nốt hay bờ thừa ruộng mà bắn trả. Pháo cối của địch cũng dập toán loạn vào chốt của ta chi viện cho bộ binh địch, tư thế rằng co và địch đang ở thế bất lợi. Chúng tôi qua chuồng bỏ thì sẽ phải đẩy cao đội hình vận động lên phía trước. Một khoảng ruộng rộng ngút tầm mắt bên rìa những phun này là chốt bên những bờ thừa ruộng từng hàng cây thốt nốt cao gốc cây to xù xì, dưới ruộng nước sâm sấp cây ngổ mọc nhiều. Anh em vận động qua cây ngổ bị dẫm nát bốc hơi lên người chạy sau cây xe mắt. Chúng tôi áp sát hàng cây thốt nốt chờ đánh địch nếu chúng vào từ hướng này. Trời đã sáng dần lên trên chốt C1 vẫn đánh mạnh lắm pháo cối nổ ầm ầm. Đại liên bắn toang toác 12,8 ly cùng cùng từng loạt ngắn. AK điểm xạ dạ tăng tăng đều tay. Đất đá trong chốt bốc lên sau từng quả đạn pháo nổ. Khói, bụi mờ mịt một góc trời hướng chúng tôi không có địch vào, từ đây đến hết tầm mắt im lìm vóng vẻ tới lạnh lùng. Bỗng ùm một tiếng nổ ngay gần tôi với cuốn khói đen bốc lên mảnh văng hay đất văng rào rào. Không nghe để pa đầu nòng hay báo hiệu của pháo kích. Cối địch nã, điểm nổ cách tôi khoảng 10 mét mà vừa rồi tôi đã lên đến đấy nhưng do bố trí đội hình của B3 nên tôi chuyển về cánh trái của đội hình vận động. Thằng thế dính mìn K-58 chiếc chân phải của nó sau tiếng nổ bay đâu mất chỉ còn lại cái chân với khúc xương ống đồng của nó trắng hiếu. Phần bắp thịt từ cổ chân lên đến đầu gối của nó bị tước như ta tước mía vậy. Nó ngã ngồi xuống kêu la thất thanh. Anh em súng vào kịp thời garo ngay cho nó. Tôi siết băng thắt chặt phần đùi cầm máu nó kêu ầm lên khi tôi ghi chặt chân nó siết băng. Không quá ba phút chúng tôi đã chuyển nó về tuyến sau trên cái cáng của vận tải để nó đã thiêm thiếp sau mũi tiêm của y tá C2 chung quanh đội hình C2 bây giờ là bãi mìn của cả ta và địch. Bước chân của lính thận trọng hơn rụt rè và thiếu phần quyết đoán. Bài học đơn giản là sao chép tất cả những gì đã có khi lọt vào bãi mìn. Tôi dẫm chân vào những chỗ đã có vết chân ai đó đi qua và bảo đảm là an toàn tuyệt đối. Lệnh đê cho chúng tôi rút khỏi cánh phải C1, ở đây làm gì? Địch có vào hướng này đâu mà đánh chúng tôi nhanh chóng rút qua chuồng bò, từng bê theo vết chân cũ mà rút tới chuồng bỏ anh ước đê trưởng đang đứng bên khẩu dkf bảy mươi ly tay ống nhòm quan sát trận địa c một c hai giúp nhưng để lại một b để chi viện cho c một khi cần thiết may mắn b ba chúng tôi không nằm trong số đó nên được về tuyến sau chờ nếu cần thiết sẽ vận động lên lại điều may mắn đó là do anh lịch quyết định sau này tôi nhớ có lần anh lịch nói anh không chọn b ba lên chi viện cho c một vì b ba khi đó có tôi anh không muốn tôi lên chốt C một đánh trận này và cả B3 được ăn theo tôi. Một lần nữa tôi gặp may mà không biết. Rút về tới ngã tư bờ mương nơi có cây me đài quan sát của trinh sát pháo nhìn lại người tôi từ quần áo tay chân mặt bè bét máu của thằng Thế và bùn đất. Khi tôi rô chân cho nó, nó đau quá lên giật co chân máu văng khắp mặt tôi khi vội thì quyệt tay lên mặt Thế là máu bôi khắp mặt. Thằng Thế được vận tải cám về đến nửa đường thì tắt thở Chuyện cũng rất là nhiều người đạp mình K-58 có hy sinh đâu khi anh em cáo về nằm trên võng thò cái chân cụt ra còn gọi đồng hương ầm ý. Vậy mà thằng Thế lại chết, nó chưa kịp nhận cái huân chương chiến công hạng 3 sau vụ bắt sống khẩu đội 12,8 ly của địch hồi tháng 7 năm 1978. Thực ra thành tích này không phải của nó những anh em làm lên chiến công này đã bị thương và hy sinh hết rồi và nó là người may mắn được chọn đi báo công trên quân đoàn 4. Hơi xấu hổ không phải thành tích của mình mà đi báo công tên mình thì ngượng quá đã vậy mấy ông trên ban của EF còn vẽ thêm nhiều cái mà lính tráng phía dưới đọc xong bịt mũi cười. Chuyện xảy ra thời chúng tôi chưa vào nên không biết, không bình luận không nói chỉ nghe và nghe rồi biết vậy. Ba ngày ba đêm liên tiếp c một quần nhau với địch trên chốt, tình hình vẫn căng như lúc ban đầu. Phía dưới chúng tôi đã đào công sự cho tuyến hai trên chốt địch lấy mất hầm tiền tiêu ta đánh vận động lên lấy lại rồi địch lại đánh. Rằng co vài lần như vậy và là thế chưa biết mèo nào cắn mìu nào. Người lên lấy lại chốt hầm tiền tiêu cho C1 là anh Hồng vận tải của D. Anh lên D xin được tổ chức vận động lên chiếm lại hầm đã mất chỉ duy nhất một điều kiện để cho anh tự quyết định khi tổ chức đánh. Đám anh em lính Hải Phòng ủng hộ triệt đề với nhiều lính cú Hải Phòng thuộc loại tụt tạt của D nằm cả ở bộ phận vận tải D. Không phải nhiệm vụ của họ nhưng họ tình nguyện theo anh Hồng lên chiếm lại hầm tiền tiêu bên C1. Cụ thể trận đánh thế nào tôi không biết chỉ biết rằng kết quả nhóm anh em thanh niên thành phố Cây Phượng Đổ này hai lần lấy lại hầm tiền tiêu trên C1 dưới quyền chỉ huy của anh Hồng. Chiến sĩ vận tải của Đê Nguyễn Khắc Hồng Lính 1972 được đặt cách phong binh nhất đại đội phó C1. Một con người với nhiều trận máu lửa khi là lãnh đạo của C2 chúng tôi sau này. Trước hòn tên mũi đạn khí phách anh hùng của người lính mới bộc lộ hết, thời thế sinh ra những anh hùng và người anh hùng phải có những hành động anh hùng trong chiến đấu. Tình hình chiến sự bên chốt C1 ngày càng căng thẳng, thương vong của ta là tương đối lớn. Vận tải đê kìn kìn chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau con số cụ thể về thương vong bên C1 tôi không nắm rõ song tinh thần chiến đấu của anh em C1 và của một phần lính vận tải do anh Hồng chỉ huy cũng như người bên C3 được rút về chi viện cho C1 cũng rất nhiều. Những B còn lại của C2 chúng tôi là thê đội dự bị của D cũng là đội quân chuẩn bị bịt vào những vị trí cần thiết của trận đánh. Tư thế sẵn sàng chiến đấu lúc này chúng tôi không về B nữa mà luôn ở bên cây me đài quan sát của trinh sát pháo bên ngã tư bờ mường. Từ đây lên chốt C1 chỉ là 1 km và nó cũng là phòng tuyến hai khi hướng phía trên không còn giữ được nữa. Tướng tá cấp EF với đám tham mưu tác chiến các cấp kìm kìm xuống khu vực nắm tình hình xong không ai vượt qua cái cây đài trinh sát pháo.